Hello anh em, hôm nay mình sẽ quay lại chuyến đi Bảo Tháp. Mình đang ở Sài Gòn. Giờ thì mình đang chuẩn bị lên máy bờ. Hello anh em, giờ thì đã lên được máy bay rồi. Mình bay chắc khoảng chắc tiếng, chắc khoảng tiếng tới. Giờ tụi mình đang lựa đồ ăn trên máy bay. Em có thể thấy được là giá đây là giá trên trời. Vì mình đang bay trên trời nên mình dọn đồ ăn là ăn đồ ăn trên trời, giá trên trời. Đây mập nó đang định uống Nesty. Đây Nesty trà sữa đây có mà. Này là mới mà giá nó là 40.000. Em à, em kêu một cái bánh trưng ăn thử coi giá trên trời, mày thấy cái giá như đó không? Đây là bánh trưng, bánh trưng trên trời, giá của nó là 55.000 giá trên trời. Đây rất là nóng. Winnie đâu rồi? Đây nè. Đang đứng nè, không thấy à? Ủa không thấy à? Đang đứng nè, không thấy à nè. Chàng quay đi. Đó. Em đi nè. Là giống đi học sinh viên quá vậy? Đi học sinh viên nè. Cái phòng này mà giường tầng mới bôi, giường tầng mới bôi. Thằng nằm trên, thằng nằm dưới. Ôi trời, đem về đi, phòng về đâu vậy? Hai người mà đem cái bể nhá. Đó. Em một coca mì quảng. Sầu. Mì quảng. Sau khi ngủ thức dậy thì bây giờ tối rồi. Đã mình ăn mì quảng xong giờ thức dậy là tối rồi. Ngủ giấc xong giờ tối rồi. Giờ anh em bắt đầu đi ăn hải sản buổi tối. Chúng ta đang ở công viên cá bông. Đấy, mình không biết đây là đâu nữa. Và mọi người sẽ ăn ở quán.
quán bé mặt. Wow, toàn đồ ăn, quá trời đồ biển luôn em à. Tùm tít anh em à, anh em mình đang cần tùm tít, đang cần tùm tít. Thôi đi chợ để mấy bạn khi lựa đồ xong mình sẽ ăn rồi về bàn thôi. Đồ ăn ngang rồi nha. Đồ nấu ăn. Mình đang ở bãi biển, điện thoại hết pin rồi, mình đang mượn điện thoại của bạn Vũ để quay. Đây anh em thấy biển Đà Nẵng. Đẹp không, sáng không, xanh không, xanh không? Anh em thấy mình không thấy mà. Xanh là xanh đúng không? Thấy thấy. Đây biển này. Người ta vui chơi nhộn nhịp. Đấy biển, biển buổi tối anh em à. Nó đã. Thầy nói sông. Trời tôi nói. Trời ơi sông biển trong veo luôn. Nói mà thì dắt bạn gái ra ngoài đây ngồi mà nhầm ra ngoài đó ngồi mà ngắm biển là đúng đã luôn á. Mọi người hãy dắt bạn gái ra biển để simulator nha. Biển đông ha, biển ngoài đây đông người ha. Mày cái này ra nè. Gì vậy? Làm lộn vậy, đang móc móc cái gì vậy? Móc cái gì vậy? Đây là ra buổi tối chơi. Đây là Đà Nẵng, biển Đà Nẵng. Ra bãi mình biết bãi gì đây nữa.
ở xa xa này em có nhìn thấy được là ở ngoài ngoài nó có cái chùa hay sao á, có cái tượng. Đã quá. Đang làm bé như quá. Cái gì? Nãy mày phân tích tao có nghe đâu? Nè hướng nào? Chị chỉ lại đây. Mày phân tích lại mày chỉ lại hướng nào? Trời bây giờ là hướng này hướng bay hướng bao nhiêu? Hướng gió từ đây qua đây. Chính. Chính tàu lao. Đây, chỉ với lại đây nè. Nhiều. Đây là gì? Biển. Biển đúng không? Biển Đông đúng không? Biển Đông. Biển Đông là hướng 90 đúng không? Biển Đông là 90, hướng Bắc sẽ là hướng 0. 90 nhưng mà qua phải nữa là nhiêu? Vượt xuống hướng Nam đúng không? Đây là hướng Nam đúng không? Hướng Nam là 108. Dạ. Nè 108. Ừ. Nè đúng không? Nè nè gì đó. Nói chung là 108 á. Hướng này là mẹ đi đâu đầu quá đi mẹ mày. Xuống tôi với. Tôi đang ở đâu vậy? Xuống tôi với. Đâu đầu á. Đúng không? Em chỉ mặc bay thôi. Nhấc lên. Đúng lên hiểu không? Nghĩ chi mặc bay vậy? Cà phê đi. Cái này là hai. Đi qua gặp anh em Hà Nội thôi.